Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 61, phẩm vào Pháp giới, thứ 39, phần 2. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền quán khắp tất cả Bồ Tát chúng hội. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền quán ra khắp tất cả Bồ Tát đại chúng Pháp hội. Dùng phương tiện đồng Pháp giới, phương tiện đồng hư không giới, phương tiện đồng chúng sinh giới, phương tiện đồng ba đời, đồng tất cả kiếp, đồng tất cả chúng sinh nghiệp, đồng tất cả chúng sinh dục, đồng tất cả chúng sinh hiểu biết, đồng tất cả chúng sinh căn, đồng tất cả chúng sinh thành thục thời, đồng tất cả pháp quang ảnh. Bồ Tát Phổ Hiền dùng 11 thứ pháp môn phương tiện khiến cho đại chúng pháp hội tại tòa mắt thấy được thân chứng nhập định hiện tướng của Phật. 11 thứ pháp môn phương tiện là: 1. Pháp môn phương tiện đồng pháp giới. 2. Pháp môn phương tiện đồng hư không giới. 3. Pháp môn phương tiện đồng chúng sinh giới. 4. Pháp môn phương tiện đồng ba đời. 5. Pháp môn phương tiện đồng tất cả kiếp. 6. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh nghiệp. 7. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh dục. 8. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh hiểu biết. 9. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh căn lành. 10. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh thành thục thời. 11. Pháp môn phương tiện đồng tất cả pháp quang ảnh. Vì các Bồ Tát dùng 10 thứ cầu pháp khai phát hiện bày chiếu sáng giữa nói tam muội sư tử tần thân này. Sau đó Bồ Tát Phổ Hiền lại vì các đại Bồ Tát ở trong rừng Thệ Đa dùng 10 thứ cầu pháp khai phát hiện bày tất cả pháp môn chiếu sáng giữa nói tất cả pháp môn, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để diễn nói tam muội sư tử tần thân này của Như Lai. Những gì là 10? Đó là diễn nói câu pháp có thể thị hiện tất cả cõi Phật trong hạt bụi đồng pháp giới. Chư Phật xuất hiện ra đời thứ lớp, các cõi thành hoại thứ lớp. Diễn nói câu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không. Hết kiếp thuở vị lai âm thanh tán thán công đức của Như Lai. Diễn nói câu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không, Như Lai xuất hiện ra đời vô lượng vô biên môn thành chánh giác. Diễn nói câu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không, Phật ngồi đạo tràng, Bồ Tát pháp hội. Diễn nói câu pháp trong tất cả lỗ trần lồng, niệm niệm xuất hiện tất cả thân Phật biến hóa đồng ba đời đầy rẫy pháp giới. Diễn nói câu pháp có thể khiến một thân đầy rẫy mười phương tất cả biển cõi bình đẳng hiển hiện. Diễn nói cầu pháp có thể khiến cho tất cả cảnh giới khắp hiện thần biến của chư Phật ba đời. Diễn nói cầu pháp có thể khiến cho trong cõi Phật nhiều như số hạt bụi khắp thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa của Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật ba đời trải qua vô lượng kiếp. Diễn nói cầu pháp có thể khiến cho trong tất cả lỗ chân lông sinh ra biển âm thanh đại nguyện của tất cả chư Phật ba đời hết kiếp vị lai khai phát hóa độ tất cả Bồ Tát. Diễn nói cầu pháp có thể khiến cho tòa sư tử của Phật lượng đồng pháp giới, Bồ Tát chúng hội đạo tràng trang nghiêm đồng nhau không khác biệt, hết kiếp vị lai truyền đủ thứ bánh xe pháp vị diệu. Những gì là 10 câu pháp của Bồ Tát? Đó là: 1. Diễn nói câu pháp có thể thị hiện tất cả cõi Phật trong hạt bụi đồng pháp giới. Chư Phật xuất hiện ra đời trước sau thứ lớp, các cõi nước chư Phật ở thành trụ hoại không thứ lớp. 2. Diễn nói cầu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không, hết kiếp thuở vị lai âm thanh tán thán công đức của Như Lai. 3. Diễn nói cầu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không, Như Lai xuất hiện ra đời vô lượng vô biên pháp môn thành chánh giác. 4. Diễn nói cầu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không, Phật ngồi đạo tràng truyền bánh xe pháp và tất cả Bồ Tát mười phương tụ hội. 5. Diễn nói câu pháp trong tất cả lỗ chân lông, niệm niệm xuất hiện tất cả thần Phật biến hóa vô lượng vô biên, đồng ba đời, đầy rẫy pháp giới. 6. Diễn nói câu pháp có thể khiến một thân đầy rẫy mười phương tất cả biển cõi bình đẳng hiển hiện. 7. Diễn nói câu pháp có thể khiến trong tất cả cảnh giới của chư Phật khắp hiện thần thông biến hóa của chư Phật ba đời. 8. Diễn nói câu pháp có thể khiến cho trong cõi Phật nhiều như số hạt bụi khắp thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa của Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật ba đời trải qua vô lượng kiếp. 9. Diễn nói câu pháp có thể khiến cho trong tất cả lỗ chân lông sinh ra biển âm thanh đại nguyện của tất cả chư Phật ba đời, lại có thể hết kiếp vị lai khai phát hóa độ tất cả chúng sinh và tất cả Bồ Tát. 10. Diễn nói cầu pháp có thể khiến cho tòa sư tử của Phật to lớn lượng đồng pháp giới, Bồ Tát chúng hội đạo tràng cũng đều rất trang nghiêm, Bồ Tát cũng nhiều đồng pháp giới, sự trang nghiêm đó cũng đồng pháp giới,
hết kiếp vị lai, chuyển đủ thứ bánh xe pháp vi diệu. Phật tử, 10 câu pháp đó làm đầu, có các câu pháp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đều là cảnh giới trí huệ của Như Lai. Các vị Phật tử, 10 pháp môn câu pháp đó làm thượng thủ, có các câu pháp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đều là cảnh giới trí huệ của Như Lai biến hóa ra. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này, nương thần lực của Đức Phật, quán sát Như Lai, quán sát chúng hội, quán sát cảnh giới khó nghĩ bàn của chư Phật, quán sát vô biên tam muội của chư Phật, quán sát các biển thế giới không thể nghĩ bàn, quán sát pháp trí như huyễn không thể nghĩ bàn, quán sát ba đời chư Phật thể đều bình đẳng không thể nghĩ bàn, quán sát tất cả các pháp lời lẽ vô lượng vô biên mà nói kệ rằng. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn thuật lại nghĩa lý kinh văn, bèn nương thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát tâm của Như Lai, quán sát tâm của hết thảy Bồ Tát chúng hội, quán sát cảnh giới khó nghĩ bàn của chư Phật, quán sát vô biên tam muội của chư Phật, quán sát các biển thế giới không thể nghĩ bàn, quán sát pháp trí huệ như huyễn không thể nghĩ bàn, quán sát ba đời chư Phật thảy đều bình đẳng không thể nghĩ bàn, quán sát tất cả các pháp lời lẽ của hết thảy chúng sinh vô lượng vô biên, sau đó dùng kệ để tường thuật lại ý nghĩa trường hàng ở trên. Trong mỗi mỗi lỗ lông, biển cõi nhiều như bụi, đều có Như Lai ngồi, đều đủ chúng Bồ Tát. Trong mỗi lỗ trần lồng đều thị hiện biển cõi nhiều như số hạt bụi. Trong mỗi biển cõi đều có Phật đang ngồi ở dưới tòa Bồ Đề chuyển bánh xe pháp, lại có các chúng Đại Bồ Tát từ 10 phương tụ tập đến. Trong mỗi mỗi lỗ lồng, vô lượng các biển cõi, Phật ngự tòa Bồ Đề, các pháp giới như vậy. Trong mỗi lỗ trần lồng lại có vô lượng biển cõi nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Ở trong biển cõi nhiều như số hạt bụi đều có Đức Phật đang ngồi ở dưới cội Bồ Đề, đầy khắp hư không pháp giới đều như vậy. Trong mỗi mỗi lỗ lồng, tất cả bụi cõi Phật, chúng Bồ Tát vây quanh về nói hạnh Phổ Hiền. Trong mỗi lỗ chân lồng đều có vô lượng cõi Phật. Ở trong mỗi cõi Phật đều có vô lượng chư Phật đang ở đó chuyển bánh xe pháp. Đại chúng Bồ Tát đang vây quanh ở đó để dễ nói hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành. Phật ngồi một cõi nước, đầy khắp 10 phương cõi, vô lượng mây Bồ Tát đều vân tập chỗ đó. Đức Phật ngồi tòa Bồ Đề trong một cõi nước, nhưng cảnh giới như vậy để các 10 phương tất cả thế giới có vô lượng Bồ Tát nhiều như mây thể đều vân tập đến đạo tràng của Phật. Ở cõi nhiều như bụi, biển công đức Bồ Tát đều từ trong hội khởi đầy khắp 10 phương cõi, không biết có bao nhiêu cõi Phật. Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, công đức của các ngài như biển cả. Các ngài từ các đạo tràng trong thế giới 10 phương nhiều như số hạt bụi đều vân tập đến thế giới Ta Bà này đầy khắp 10 phương thế giới. Đều trụ hạnh Phổ Hiền, đều du biển pháp giới, khắp hiện tất cả cõi, đồng vào hội chư Phật. Các ngài trong quá khứ đều tu hành hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu, cũng đều thành tựu du khắp biển pháp giới. Cho nên khắp thị hiện tất cả cõi Phật, khắp vào pháp hội của tất cả chư Phật. An tọa tất cả cõi, lắng nghe tất cả pháp. Trong mỗi mỗi cõi nước, ước kiếp đủ các hạnh, các ngài an tọa, trụ ở trong tất cả cõi Phật, chẳng động bồn tòa, mà có thể lắng nghe tất cả các pháp. Trong mỗi cõi nước của chư Phật, các ngài đều ở trong ước kiếp, tu đủ thứ hạnh môn, chỗ Bồ Tát tu hành, khắp rõ biển, pháp biển hạnh, vào nơi biển đại nguyện, trụ cảnh giới của Phật. Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu hành, đều khắp cùng tất cả biển pháp môn, đều chứng được biển đại nguyện của các ngài đã phát, cho nên hiện tại chỗ trụ của các ngài đều là cảnh giới của Phật. Thấu đạt hạnh Phổ Hiền, sinh ra các Phật pháp, đủ biển công đức Phật, rộng hiện việc thần thông. Các ngài cũng bình bạch hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành, cho nên sinh ra hết thảy Phật của tất cả chư Phật, đầy đủ công đức của Phật, cho nên các ngài hay thể hiện tất cả cảnh giới thần thông biến hóa rộng lớn. Thần mây đồng số bụi đầy khắp tất cả cõi, khắp mưa pháp cảm lộ khiến chúng trụ Phật đạo. Thần mây của các ngài nhiều như số hạt bụi đầy khắp biển cõi của tất cả chư Phật. Những vị đại Bồ Tát đó đều khắp nói diệu pháp cam lộ khiến cho hết thảy chúng sinh trụ trong đạo pháp chỗ của Phật trụ. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn khiến cho các Bồ Tát an trụ tam muội sư tử toàn thân rộng lớn của Như Lai, nên tử tướng hào quang trắng giữa lông mày phóng ra đại quang minh. Quang minh đó tên là phổ chiếu ba đời pháp giới môn, dùng các quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật làm quyến thuộc, chiếu khắp các cõi Phật 10 phương tất cả biển thế giới.
Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn khiến cho các Bồ Tát an trụ trong tam muội sư tử tần thân rộng lớn của Như Lai, nên từ tướng hào quang trắng giữa lông mày phóng ra đại quang minh, từ dưới lông mày chủ quang thể dụng. Đây là biểu thị đạo vô lậu chánh trí ở trong pháp giới mới có thể chứng đắc hiện ra trước trong pháp giới. Quang minh đó tên là phổ chiếu ba đời pháp giới môn. Dùng các quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật làm quyến thuộc. Câu này là biểu thị dùng bất khả thuyết quang minh nhiếp thu quyến thuộc trí sai biệt đều nhập pháp giới. Những quang minh quyến thuộc đó đều chiếu khắp hết thảy các cõi Phật mười phương, tất cả biển thế giới. Lúc đó đại chúng Bồ Tát ở trong rừng Thệ Đà đều thấy tất cả cõi Phật, tất cả tận pháp giới hư không giới, trong mỗi mỗi hạt bụi đều có các cõi Phật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đủ thứ danh hiệu, đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thanh tịnh, đủ thứ trụ xứ, đủ thứ hình tướng. Trong tất cả các cõi Phật như vậy đều có đại Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng trên tòa sư tử thành đẳng chánh giác. Đại chúng Bồ Tát về quanh trước sau, các chủ thế gian đều đến cúng dường. Lúc đó đại chúng Bồ Tát ở trong rừng Thệ Đa đồng thời đều thấy được tất cả cõi Phật, tất cả tận pháp giới hư không giới, trong mỗi mỗi hạt bụi trong hết thảy cõi Phật đều có các cõi Phật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật. Phật có đủ thứ danh hiệu, đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thanh tịnh, đủ thứ trụ xứ, đủ thứ hình tướng. Trong tất cả các cõi Phật như vậy đều có đại Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng trên tòa sư tử thành đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Lại có đại chúng Bồ Tát vây quanh trước sau, hết thảy các ông vua của tất cả thế gian đều đến cúng dường Phật. Hoặc thấy vô lượng đại chúng hội trong bất khả thuyết cõi Phật vang ra âm thanh vì diệu đầy khắp pháp giới, chuyển bánh xe chánh pháp. Hoặc thấy trong các cung điện trời, cung điện Long Vương, cung điện Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người. Hoặc thấy thôn ấp tụ lạc cung vua, các nơi tại nhân gian hiện đủ thứ họ, đủ thứ tên, đủ thứ thân, đủ thứ tướng, đủ thứ quang minh, trụ đủ thứ oai nghi, nhập đủ thứ tam muội, hiện đủ thứ thần biến. Hoặc có lúc tự dùng đủ thứ lời nói, hoặc khiến cho đủ thứ các Bồ Tát ở trong đủ thứ đại chúng hội, đủ thứ lời lẽ nói đủ thứ pháp. Hoặc thấy vô lượng đại chúng hội trong bất khả thuyết cõi Phật vang ra âm thanh vi diệu đầy khắp pháp giới, chuyển bánh xe chánh pháp vi diệu vô thượng. Hoặc thấy trong các cung điện trời, hoặc thấy trong cung điện Long Vương, hoặc thấy trong cung điện Dạ Xoa, hoặc thấy trong cung điện Càn Thát Bà, hoặc thấy trong cung điện Atula, hoặc thấy trong cung điện Ca Lâu La, hoặc thấy trong cung điện Khẩn Na La, hoặc thấy trong cung điện Ma Hầu La Già, hoặc thấy trong cung điện người chẳng phải người, hoặc thấy thôn ấp tụ lạc tại nhân gian, hoặc thấy cung vua trong thành lớn, hoặc hiện đủ thứ họ, đủ thứ tên, đủ thứ thân, đủ thứ tướng, đủ thứ quang minh, trụ đủ thứ oai nghi, nhập đủ thứ tam muội, lại thể hiện đủ thứ thần biến. Hoặc có lúc mình tự dùng đủ thứ lời nói và âm thanh, khiến cho đủ thứ các Bồ Tát ở trong đủ thứ đại chúng hội sử dụng đủ thứ lời lẽ nói đủ thứ pháp muôn. Như trong hội này đại chúng Bồ Tát thấy sức đại thần thông tam muội thâm sâu của chư Phật Như Lai như vậy. Như vậy tận pháp giới hư không giới, đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới, trong tất cả biển mười phương, nương nơi tâm tưởng chúng sinh mà trụ. Bắt đầu từ thuở xưa đến hiện tại, tất cả thần cõi nước, tất cả thân chúng sinh, tất cả đạo hư không, trong đó mỗi mỗi chỗ bằng đầu sợi lông, mỗi mỗi đều có cõi nhiều như số hạt bụi, có đủ thứ nghiệp sinh khởi, thứ lớp mà trụ, đều có đạo tràng Bồ Tát chúng hội. Như trong rừng Thệ Đà thế giới Ta Bà này, đại chúng Bồ Tát thấy đủ thứ quang minh tướng tốt của Đức Phật, sức đại thần thông và tam muội thâm sâu của chư Phật Như Lai như vậy. Như vậy tận pháp giới, tận hư không giới, đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới, trong tất cả biển mười phương đều nương nơi tâm tưởng chúng sinh mà thành trụ. Bắt đầu từ thuở xưa cho đến hiện tại, tất cả thần cõi nước, tất cả thân chúng sinh, tất cả đạo hư không, trong đó mỗi mỗi chỗ bằng đầu sợi lông, mỗi mỗi đều có cõi nhiều như số hạt bụi, có đủ thứ nghiệp báo sinh khởi, thứ lớp mà trụ, đều có đạo tràng và Bồ Tát chúng hội phân tập ở trong đó. Cũng đều thấy thần lực của Phật như vậy chẳng hoại ba đời, chẳng hoại thế gian, ở trong tâm tất cả chúng sinh mà hiện hình tượng, tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sinh vang ra âm thanh vi diệu, khắp nhập vào trong tất cả chúng hội, khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh, sắc tướng có khác nhau nhưng trí huệ không khác. Tùy sự ứng hóa mà khai thị Phật Pháp, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh chưa từng nghỉ ngơi.
đều giống như ở thế giới Hít Đà Bà, cũng đều thấy đại oai thần lực của Phật như vậy, chẳng hoại bổn thể của ba đời, cũng chẳng hoại tướng của thế gian. Ở trong tâm tất cả chúng sinh mà hiện ra hình tượng của Ngài, tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sinh mà vang ra âm thanh lời nói vi diệu, khắp nhập vào trong tất cả chúng hội, khắp hiện ra ở trước tất cả chúng sinh. Tùy sắc tướng của Phật có khác nhau, nhưng trí huệ của Phật không khác. Tùy chúng sinh đáng được giáo hóa mà khai thị Phật Pháp, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, lúc nào cũng chuyển bánh xe Pháp, chưa từng nghỉ ngơi. Nếu ai thấy được thần lực đó của Phật đều do căn lành thuở xưa của tỷ lô giá na Như La nhiếp thọ, hoặc thuở xưa đã từng dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp, hoặc là thấy nghe nghĩ nhớ gần gũi đã thành thục, hoặc là thuở xưa đã giáo hóa họ khiến cho họ phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, hoặc là thuở xưa ở chỗ chư Phật đồng gieo trồng căn lành, hoặc là quá khứ dùng gần gũi